Rin sẽ giới thiệu cho mình là những cái dòng cá nào từ cơ bản cho tới nâng cao. Wow, đẹp quá ta. Cặp đây gọi là thời cà chua. Nó giống như con Nemo rồi đó, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái hình thái gọi là đột biến khác nhau. Đã là dòng thời thì nó có tính lãnh thổ rất là cao. Hay sống khoảng 2 con thôi, hoặc là nếu mà sống thành đàn á thì phải nuôi từ nhỏ. Mới sinh sản ra thì nó chưa có chia được cái. Nó nhập thành một đàn với nhau, con nào khỏe thì nó sẽ thành con cá như đây. Thì nó sẽ lớn size lên nó thành con cái. Wow, hay dữ vậy ta. Dạ, giá của nó thì em nghĩ thấy là mềm 150 một con. Con đây là con đẻ xanh, còn có tên là cá Dory ở trong phim hoạt hình á. Dory này nó mang danh là thần nắm, có nghĩa là anh dưỡng kỵ cỡ nào nó stress tí là anh nắm. Cái bạn mà đen đen có trắng trắng kia là gì ta? Đen đen trắng trắng đó là con Domino, là một trong những dòng ở nước biển gọi là mấy bạn mới chơi rất là thích chơi, bởi vì nó khỏe. Khi mà thả những con nhỏ hơn là nó đầu gấu lắm, lại nó quýnh, thì mới chơi thì người ta muốn nuôi được thành công thì ta lại chơi con này. Chơi size nhỏ thôi thì đỡ bị nó hành. Có nghĩa là thằng này là thằng đầu gấu hả các bạn? Mình nhớ là 35-50 ngàn con tùy theo mùa. Vàng vàng mà cái đuôi cam đó thì sao ta? Cái đó là họ nhà cá mó, nó sẽ ăn thức ăn thừa ở trong hồ. San hô sẽ có những con sâu phá san hô, sẽ có những dòng mó mà nó ăn cái con sâu đó. Con mó size to mà nuôi chung với con tôm á thì khi con tôm lột xác có rủi ro là con mó nó sẽ ăn. Những hình thái là biết cá biển ha. Cá biển nhìn cái hình thái là biết rồi. Nó là gọi là cá si bích nhìn như. Đúng rồi, nhìn giống như si bích, đúng rồi, y chang luôn. Giá cũng êm, giá khoảng 150-200 ngàn một con. Cái chấm trắng đó là cái gai á, nó dùng để chiến đấu lẫn nhau. Nó sẽ gặm hết tất cả những cái mâm rêu trong hồ, rất là tốt. Quá đẹp luôn, anh em ba bích đi trước đây, con này si bích nè. Quá đẹp. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Giá của nó khoảng 350. 350 rẻ đúng không? Rẻ quá, rẻ luôn. Anh biết nhược điểm đó là gì không? Nhược điểm là gì em? Nó ăn san hô. Nó ăn san hô. Lúc nào được một điều, chơi cá nói chung và chơi cá biển nó riêng là chúng ta sẽ cần rất là nhiều cái thông tin kiến thức ha. Đó là giống như chúng ta đang chơi nước, chơi môi trường, cộng sinh, chơi cái hệ sinh thái. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, clip trước thì đã giới thiệu với các bạn những cái mẫu hồ cơ bản cũng như cái phụ kiện và cái chi phí ban đầu để chúng ta có thể tham gia vào cuộc chơi. Thì tiếp tục video này ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu, Rin sẽ giới thiệu cho mình là những cái dòng cá nào chúng ta có thể chơi, những cái dòng cá từ cơ bản cho tới nâng cao. Rồi loài nào có thể ở chung với loài nào phải ở riêng, cái tính lãnh thổ nó cao. Ok, cùng theo chân mình và Rin nha. Là okay. Cho được cho cái hồ của anh mới lấy đúng không? Đúng rồi, hồi nào bỏ vô cái hồ mới lấy được. Ok. Lấy đi, ok chứ. Em. Anh quay ví dụ quay con đây đi. Ô đây là đang có một cặp nè. Wow, đẹp quá ta. Cặp đây gọi là hề cá chua. Nó là dòng cá hề là clownfish. Có nghĩa là nó giống như con Nemo rồi đó, nhưng mà nó sẽ có nhiều cái hình thái gọi là đột biến khác nhau. Thì con đây hề cà chua nó màu đỏ, có hề cam, hề hồng. Nó sẽ là màu cam, màu hồng tí nữa em cho mọi người coi, hay là con Nemo. Đó, thì nó đã là dòng hề thì nó có tính lãnh thổ rất là cao. Hay sống khoảng 2 con thôi, hoặc là nếu mà sống thành đàn á thì phải nuôi từ nhỏ. Nó đang như vậy, anh thả một con thứ ba vô nó sẽ quýnh. Và đặc biệt là con này nó mới sinh sản ra thì nó chưa có chia được cái. Nó nhập thành một đàn với nhau, con nào khỏe thì nó sẽ thành con cái như đây. Hay vậy ta. Hai con bằng size nhau nó sẽ quýnh nhau, con nào thắng thì nó sẽ lớn size lên nó thành con cái. Khi con cái chết thì trong đàn nó sẽ có cái con đực lớn nhất, nó lớn size lên thành con cái, nó là lượng tính. Wow, hay dữ vậy ta. Dạ, cho nên là ví dụ anh nuôi trong hồ thì anh nuôi hai con thôi. Khi bắt thì anh nên bắt là giết cặp sẵn như này. Tránh nó tình trạng anh đang nuôi con này về thả con kia, do anh không có kinh nghiệm ghép nó quýnh nhau, nó stress. Chết một con bị nắm nó sẽ bay con kia. Hay quá ta. Đọc qua đúng là thiên nhiên kỳ thú luôn các bạn. Dễ sống anh. Coi như là con nào đánh thắng thì thành con cái. Dạ. Ồ, vậy này là con cái nó có quyền hơn trong cái giới này rồi. Dạ. Là giá của nó thì em nghĩ thấy là mềm 150 một con. 150 một con, mềm 100. Quá luôn á chứ. Mềm quá đúng không? Bởi màu sắc anh nhìn nó tươi như quả cà chua anh cắt lát ra vậy đó. Đúng rồi. Mà quá cái đẹp màu luôn. Trắng của nó thì màu trắng cực, mà ở bên nước ngọt khá là hiếm có những cái màu tươi đúng, như đúng, thế này. Đúng. Cho nên là em rất là thích, nhưng mà rất là đau não là phải lựa chọn con Nemo hay là con này. Đúng rồi. Bởi vì nó quá đẹp đi. Quá đẹp luôn. Có cái nào xấu hết đúng không? Cái dòng bé tí nữa có màu cam nữa em cho mọi người coi. Con nào lớn, coi cái bé lớn này là cái hả các bạn ha. Dạ. Nhưng mà tụi này cái hay của nó là nó lưỡng tính, con nào đánh thắng thì nó sẽ lớn size lên, úp size lên và nó chọn giới tính là con cái, nó thành con cái. Dạ. Hay ở chỗ đó đó. Em lại thích cái màu con nhỏ hơn, con màu con nhỏ nè. Thích màu con nhỏ hả? Đẹp ghê không? Cái màu con nhỏ thì nó sẽ tươi hơn. Tươi. Đây là một cặp mà tự nhiên á, khi người ta lặn á, thấy hai con ở chung một bụi á là nó chụp lần hai con. Là hai con về anh nuôi nó như vậy luôn. Giờ anh ghép con thứ ba vô rất là khó ghép. Đúng rồi. Anh này anh thích cái bạn cái này hơn, cái màu nó sậm sậm, nó đi với cái sọc trắng nó. Dạ. Cái độ tương phản nó rõ ràng hơn, nó đẹp hơn. Một trong những sai lầm của anh Dubai á là chơi cặp này đẹp quá. Thích quá đi chạy ra shop mua thêm một hai con mà ở cái loại khác cũng
cùng cá hề bỏ vô nó quýnh nhau sầm. Quýnh nhau sầm. Mà anh biết vô hồ nó lanh lắm, bắt ra rất là khó. Nó stress cả hồ thành ra là nó lại nắm cả đàn cá. Cho nên là khi bỏ vô thì còn phải tư vấn cho kỹ. Đó là những cái điều lưu ý cho anh em mà newbie muốn chơi ha, coi như là phải tìm hiểu kỹ cái giống loài này nó phù hợp như thế nào, hành vi của nó là như thế nào để cho nó đúng ha. Chứ anh em mà gọi là ham quá rồi cứ ra thấy nó rẻ, tại cái mà dễ mắc sai lầm nhất là theo mình đó là tại vì các bạn này nó rẻ. Cho nên là nhiều khi anh em nghĩ bỏ 300-400 ra mua mấy con cho nó sung tụ rồi, thành ra là nó hư nguyên cái hồ luôn. Đó, anh mà em tự nhiên thì nguyên một vùng rộng lớn gì có con san hô có đúng cặp sống với nhau à. Mà phải đúng với tự nhiên thì nó mới bền được. Đúng rồi. Không gian mình thì nó hạn hẹp hơn. Mà cặp đây là nó hoàn toàn sinh sản được nhân tạo nha. Cá hề sinh sản nhân tạo ở Việt Nam mình sinh sản nhân tạo thành công rất là nhiều. Thậm chí có một cái nhóm này hướng dẫn nhau cách nhân giống cá hề luôn, một lần ra cả mấy ngàn con. Ở Nha Trang rất là thịnh, Viện Hải Dương Học Nha Trang thành công đầu tiên. Ở cửa hàng em vẫn có những cái sản phẩm do Viện Hải Dương Học Nha Trang làm ra, mình đưa vào đây, nhưng mà cái màu sắc của nó thì không đẹp bằng tự nhiên. Thì sắp tới thì có thể là em sẽ cho ra những cái dòng thức ăn rồi để hỗ trợ màu sắc. Có thể đẩy lên được 90-95% sau tự nhiên luôn, bên em đang thử nghiệm. Nhưng mà nếu mà được thì có hàng tự nhiên này thì lượm cho nó nhắm. Đúng rồi, thích màu. Nó đẹp. Không, nhưng mà có một cái thắc mắc này sẵn đây anh hỏi em là người ta nói cá biển là không có thể coi như là sinh sản được. Ví dụ như trong anh em mà giới chơi bét á thì người ta thường ngoài cái việc chăm sóc người ta muốn sinh sản. Sinh sản ra sản phẩm thì người ta có thể tái đầu tư. Nhưng mà bên cá biển thì lúc trước á thì anh nghe nói là cá biển lại không có làm được chuyện đó, có nghĩa là nuôi đẹp thôi. Thì sẵn đây em có thể trả lời cho mọi người biết là trong cá biển thì cái dòng nào nó có thể sinh sản trong nhân tạo giống như em vừa nói không? Cá biển thì có rất là nhiều dòng, dễ thì dễ, không có, khó thì khó, không có. Có những con người ta muốn bắt ra quăng luôn bởi vì nó quá lì mà nó quậy quá. Nó lì ở đó luôn, cho nên là sẽ có những con sinh sản được và những con không sinh sản được. Như cá hề là một trong những dòng sinh sản được và ở thế giới rất là chuộng, thậm chí người ta đẩy ra những cái dòng đột biến á, giá cực kỳ cao, lên tới cả mười mấy triệu một cặp. Là ở bên chợ Indo mình sinh sản ép giống rất là nhiều, tạo ra nó có chia thành tên luôn. Rất là ok. Một là đây, hai là cái dòng Bangai là hai cái dòng mà em thấy nó dễ sinh sản trong hồ nhất, còn lại các dòng còn lại thì rất là khó. Như những nó cần những cái diện tích không gian rất là lớn mới đúng với môi trường tự nhiên của nó. Còn con đây thì tập tính lãnh thổ, cả đời nó sống trong san hô rồi đó. Thì anh bỏ ở đây thì nó quen. Ngoài ra thì san hô thì rất là dễ sinh sản rồi. San hô thì tí tới cái farm san hô thì em sẽ chia sẻ về cái việc nhân giống san hô. Em sẽ nhân giống thử cho mọi người coi luôn. Ui hay quá, hấp dẫn quá mọi người. Em với lại cái con cá Nemo này em nói là dễ sinh sản thì nãy em có nói là Viện Sinh học Nha Trang á người ta làm ra được. Thì cái đó là ở cái gọi là cái quy mô ở cái viện người ta mới làm được, hay là quy mô ở cái người chơi bình thường người ta cũng có thể sinh sản được Nemo? Em từng nuôi đẻ được cá Nemo ở trong hồ luôn, hơi khó giữ bởi vì con cá con nó bơi lung tung bị san hô nó ngấp nang hết trơn. Cho nên là chủ đích nuôi một cặp ở trong hồ, tới mùa nó đẻ, mà nó đã đẻ rồi nó đẻ liên tục luôn. Anh chỉ cần có kỹ thuật nuôi thay nước giống như anh cho beta anh biết không? Đúng rồi. Anh không có kỹ thuật nó cũng chết hết, có đúng kỹ rồi. Thuật vẫn nuôi được. Đẻ ra rồi nhưng mà con nó sống không được, chết. Rất là nhiều người nuôi được rồi nha. Rất là nhiều người. Quá hay luôn các bạn. Amateur nuôi được rồi đó. Hay. Mà con cá Nemo là cái con cá mà mình nói là đặc trưng của đại dương rồi. Mặc dù là trong đại dương có rất là nhiều loài nhưng mà nhìn con cá Nemo là biết con này sống ở biển rồi. Nó giống như là cái thương hiệu nó luôn rồi các bạn. Như anh nuôi chuyên nghiệp thì nó đẻ ngàn con giữ được 500-700 con. Không chuyên nghiệp thì giữ được 50 con thì cũng vui rồi. Cũng vui rồi, có là vui rồi. Ok, quá là dễ thương luôn. Còn cái bạn màu xanh này là cá gì em? Con đây là con đẻ xanh, còn có tên là cá Dory ở trong phim hoạt hình á. Dory là có Nemo với Dory á. Đúng rồi, đây thì là Dory. Cái sai lầm thứ hai của mọi người khi mà chơi cá ở những cái hộp cá bản nhỏ như vậy là thả Dory này vô. Cái Dory này nó mang danh là thần nấm. Thần nấm có nghĩa là anh dưỡng kỹ cỡ nào nó stress tí là anh nấm. Anh đi về nhà anh nấm, thậm chí nó đang khỏe anh bỏ cho bịch, đi trên đường nó cũng đổ nấm. Nó nấm mà nấm trắng người nó luôn á. Thì những người nào có tay chơi hoặc là những cái hồ 1m mấy 2m đổ lên có môi trường giống với nó nhất thì mình có thể nuôi, nhưng mà bắt buộc mọi người phải chấp nhận xác suất là nó nấm nó lay cả hồ là mình mới có thể chơi được. Rồi. Là liều thì chơi thôi á. Ok. Còn nếu mà an toàn thì không bao giờ em tư vấn ở Dory cả. Nhưng mà Newbie thì rất là thích bởi vì nó giống cho hoạt hình á. Đúng rồi, có nghĩa là ta nhìn thấy quen thuộc. Ok, anh em newbie lưu ý là bạn này không dành cho anh em newbie ha. Đó là thần nấm. Thần nấm, đó là thần nấm, nó rất là dễ bị nấm. Giá của nó khá là mắc anh, tầm quanh 1 triệu một con. 1 triệu một con, 1 triệu một bạn, mà nó có khả năng quan trọng là nó bị nấm, nó có thể lây cho cả hồ, nó lây cho cả san hô luôn. Không, san hô nó không bị nấm, san hô không bao giờ bị nấm cả. Không bao giờ bị chỉ nấm. Chỉ có cá ảnh hưởng. Cá ảnh hưởng. Cả tôm, tép, cua, những con sinh vật đó nó không ảnh hưởng, chỉ có cá thôi. Cá thôi. Mà buồn cười lắm nha, nó nấm xong nó khỏe.
nó hết nhưng mà nó tổ kia vẫn còn. Dạ. Rồi bởi vậy còn cái bạn mà đen đen có trắng trắng kia là gì ta? Đen đen trắng trắng đó là con Domino, là một trong những dòng ở nước biển gọi là mấy bạn mới chơi rất là thích chơi, bởi vì nó khỏe. Khỏe. Nhưng mà chơi lâu rồi lại rất là người khó tính, rất là ghét, muốn bắt nó ra. À. Bởi vì khi mà thả những con nhỏ hơn là nó đầu gấu lắm, lại nó quýnh. À. Thậm chí thọc tay nó quýnh mình luôn á. À. Thì người ta phải bắt nó ra. Thì mới chơi thì người ta muốn nuôi được thành công thì ta lại chơi con này. Nhưng chơi một thời gian người ta chán á, người ta muốn lên level á, người ta lại bắt nó ra, người ta tặng người khác. Cho nên là mình còn nhắc chơi size nhỏ thôi thì đỡ bị nó hành. Thì con size to vậy luôn nè, vô là con này vô nó quýnh u đầu là stress là nắm á. Có nghĩa là thằng này là thằng đầu gấu ha các bạn. Dễ sống cho nên là anh em newbie dễ chinh phục. Dễ chinh phục nó, nhưng mà khi chinh phục được rồi mới thấy nó phiền phức. Dạ, nhưng mà em có một cơ hội em nuôi luôn á nha. Có nghĩa em thích vẻ đẹp của nó, em nuôi luôn. Tụi nó có thể sống thành đàn, những con nhỏ 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 thì nó bu thành một đàn với nhau rất là đẹp. Đẹp quá. Em rất là thích thì em không có kiểu, em không có chán á. Em có thể giữ luôn thì rất là phù hợp mà, nó không chết. Đúng rồi, không chết. Quá hay luôn. Có 35 ngàn, còn đâu? Domino bao nhiêu ta? Em nhớ là 35-50 ngàn, con tùy theo mùa. Không, anh thấy rẻ quá, rất là dễ chơi luôn. Còn như cái bạn mà vàng vàng mà cái đuôi cam đó thì sao ta? Cái đó là họ nhà cá mó. Mó. Họ nhà cá mó thì nó sẽ ngủ dưới cát. Khi ăn thừa đó, cá là nó chui xuống cát, nó núp dưới cát. Và nó sẽ ăn thức ăn thừa ở trong hồ. Mấy con sâu á, san hô sẽ có những con sâu phá san hô, sẽ có những dòng mó mà nó ăn cái con sâu đó. Là thiên địch để thiên giúp cái hồ mình. Coi như nó cộng hưởng nhau đúng không? Con này giúp con kia. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm là nó ăn tôm. Rất là thích tôm. Thích tôm. Cho nên những con mó size to mà nuôi chung với con tôm á, thì khi con tôm lột xác có rủi ro là con mó nó sẽ ăn. Nhưng mà bù lại thì nó lại rất là khỏe. Thì đó là ưu điểm và nhược điểm mà người tự cân nhắc về bản thân mình khi thả vô thôi. Ok. Phải nói là quá nhiều thông tin hấp dẫn, quá nhiều điều hay luôn. Các bạn thấy là cái chỗ của Rin nó như đây, mà nãy giờ mình mới đứng tới chỗ cửa, mình chưa đi bước được 3 bước chân nữa, mà nãy giờ chắc cũng mấy chục phút rồi đó các bạn. Ok, chúng ta tiếp tục đi sâu sâu vô ha. Đây là những cái hồ của những bạn cá lớn hơn nè. Đặt chân nè, đây còn đặt chân nè. Đó, đó đặt chân rồi còn cá. Nhìn cái hình thái là biết cá biển ha. Cá biển nhìn cái hình thái là biết rồi. Mắt đen mỏ nhọn rồi ha. Nó là gọi là cá xì bích. Xì bích ha. Nhìn nó như đúng rồi, nhìn giống như xì bích, đúng rồi, y chang luôn. Ở Việt Nam mình đi dòng này khá là nhiều, giá cũng êm, giá khoảng 150-200 ngàn một con. Nó là dòng tan, có nghĩa là đuôi gai, cái đuôi cái chấm trắng đó là cái gai á, nó dùng để chiến đấu lẫn nhau. Thậm chí là anh đút cái tay vô mà xui nó đá trúng anh có thể bị đứt tay. Wow. Dạ. Đọc dưới ta. Con này nó sẽ đi đàn. Ừ. Thì nó sống ở trong hồ thể tích nước rất là lớn, ví dụ cái hồ ít nhất là 60 mới nuôi được. 60-80, càng lớn nó càng khỏe. Nó đã thích nghi hồ rồi, sống rất là tốt và nó là một trong những sinh vật kiểm soát rêu hại cho hồ. Ồ, hay quá. Có nó thì rêu hại lên, nó ăn rêu mà. Ôi hay quá. Nó sẽ gặm hết tất cả những cái mầm rêu trong hồ, rất là tốt. Và khá là rẻ ở Việt Nam mình, nhưng mà nó có một nhược điểm là nó sẽ quýnh. Nhưng mà không quýnh những con khác nha, nó quýnh con đồng loại với nó. Bởi vì nó sợ con khác vô giành rêu với nó, nhưng mà tự nhiên rêu nó mọc lên có chừng. Nó mọc lên là vừa đủ nó ăn rồi, thêm con khác vô thì chắc chắn nó sẽ đói. Thì bản năng nó là như vậy, cho nên nó sẽ quýnh. Thì mình phải có cách ghép với nhau. Ví dụ con nẻ xanh đi vô cũng có thể bị nó quýnh, bởi vì nó là dòng tàn, nó biết thằng đó là ăn rêu nó. Cho nên là mình phải có một cái bóc giữ cái này, mình bỏ vô cho hai con làm quen nhau cả 1-2 tuần vậy đó. Có một cái bóc nhỏ cho con kia, con mới nó bỏ vô làm quen đó. Cái bóc nhẹ như vậy nè. Đúng rồi. Là nó gặp nhau, nó quýnh nhau chán chê trong vòng 1-2 tuần, nó hết quýnh nhau nữa đó mình mới thả nó ra. Thời gian đó mình cho nó ăn no, nó giảm cái bản năng nó lại thì khả năng ghép thành công rất là cao. Hay quá. Nhưng mà cơ bản là nên nuôi trong hồ size lớn. Size lớn ha. Con này đó, con này nhìn là biết cá biển các bạn. Dòng này ở bên Hawaii nó có một dòng như vậy, nhưng mà màu nó vàng full, vàng gold luôn á. Hiện tại là bị cấm khai thác rồi, giá của nó có thể lên từ 5-10 triệu một con. Lần trước thì khoảng 800 ngàn, cách đây khoảng 4 năm. Trời mà giờ lên 800 ngàn mà ai đang sở hữu những con đó là giờ lên 5-7 triệu mà không bán, nhưng vấn đề là không bán. Không bán. Tại vì giờ có tiền nhiều hơn kiếm cũng không có đúng không? Dạ, họ coi nuôi nó đã quen hồ rồi, họ coi như là một con pet vậy, họ không bán, không có nhu cầu bán. Coi như là thành viên luôn. Dạ. Ok. Đây anh em, quá đẹp luôn, anh em ba bít đi trước đây, con này xì bít nè. Rồi ok, đây là một bạn, bạn này bạn gì nè, bạn sọc sọc. Con đó là dòng cá thiên thần, một trong những biểu tượng của đại dương, em rất là thích nha. Quá đẹp. Nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Giá của nó khoảng 350. 350. Đúng không? Rẻ quá, rẻ luôn. Dễ sống. Dễ sống luôn. Cực kỳ dễ sống luôn. Mà
Anh biết nhược điểm đó là gì không? Nhược điểm là gì em? Nó ăn san hô. À, nó ăn san hô. Nó sẽ có những cái nhược điểm, giống anh chơi game nó sẽ có những cái hệ đấu nhau á. Nó ràng buộc qua lại rồi nè. Cho nên là người ta chơi thất bại nhiều là bởi vì thiếu kiến thức, thiếu thông tin. À, tụi em sẽ cung cấp những cái đó cho mọi người. Hồi nãy giờ mấy chục phút vừa qua là mình nói chuyện với Rin và các bạn á, thì mình rút ra được một điều á, chơi cá nói chung và chơi cá biển nói riêng á, là chúng ta sẽ cần rất là nhiều cái thông tin kiến thức ha. Đó là giống như chúng ta đang chơi nước, chơi môi trường, chơi cộng sinh, chơi cái hệ sinh thái đó. Tại vì chúng ta mà thả nó không đúng giống loài hoặc cái môi trường nó khác á, là nó sẽ hư cả một cái hệ luôn. Anh đang nuôi con san hô cả chục triệu mà anh không biết anh thả nó vô, nó ngậm từ tối sáng là trắng con san hô luôn. Trời nó rồi. Ăn á. Cho nên là con này ai thích quá thì sẽ chơi con đó là riêng một cái bể. Chỉ là dòng thiên thần thôi, nó có từ màu vàng, màu xanh dương, đặc biệt là xanh dương rất là nhiều màu vàng, có màu đỏ, màu cam. Mà giá rất là êm nha, khoảng trăm mấy, hai trăm mấy, ba trăm mấy thôi. Anh thể mít được cả một cái hồ như đại dương luôn. Quá đẹp rất luôn. Rất là dễ sống, nhưng mà chỉ có cái không chơi được san hô. Không sao, nếu mà ai mê mình chơi một hồ đó, mình chơi cái hồ san hô riêng. Đó. Dạ. À, con đấy là bạn xanh xanh là bạn Dory hả? Dory à, là sai lớn rồi. Sai lớn đó. Quá đẹp luôn. Ở bên đây nó có, nè, cũng là dòng thiên thần mà màu vàng ở dưới đây nè. Anh thấy có màu vàng không? Có màu vàng đẹp như vậy á. 200 ngàn. Trời ơi. Hình như còn bên này có một bạn màu vàng giống vậy nhưng mà mỏ màu xanh ta, môi màu xanh ta. Là con nó con Hoàng Yến là 800 ngàn cũng là thiên thần luôn. Anh có thể quay ở dưới đây nè. Trời ơi đẹp quá các bạn, cái lưng nó cái giống như có những cái chấm ha. Phát em hay kêu là Hoàng Yến chibi. Yến chibi. Quá đẹp luôn. Độc thiệt. Mình thật sự á, mình mê cá, nếu mà nói về cá là mê cá biển hơn. Bởi vì cái màu sắc nó rất là tươi ha. Và cái cách phối màu của nó rất là độc đáo, nhìn không lẫn với đâu được. Thật sự mà nói thì cá nước ngọt không thể nào bằng được. Dạ. Mà anh biết không, con này mà anh chơi mà chơi vui á, anh thả vài con vô chơi là để vậy luôn á, anh không đụng nhiều thì ok. Còn mà anh chơi chuyên nghiệp á, thì sắp tới em có một cái series hướng dẫn chơi chuyên nghiệp, là phải có cái bể bệnh viện. À. Cách ly nó ra, ít nhất một tháng khi về mình sẽ biết con cá nó có mầm bệnh ngầm hay không. À. Sau một tháng mà nó không chết á, thì mình có thể sau thời gian cách ly mình mới cho vô hồ chính là cách an toàn nhất. Bởi vì dạo gần đây có rất là nhiều anh em nuôi mật độ nó dày quá. Mật độ dày quá thì ký sinh trùng nó có cái cơ hội để sinh sôi. Đúng rồi. Rất là nhiều người qua một tuần thôi mà chết hết cả đàn cá. Đúng cả rồi. Vài chục triệu thì đó là những cái mặt khó trong chơi cá biển. Đúng rồi. Không, thật ra cái bộ môn nào cũng vậy. Em nuôi một con thì có thể em gặp một bệnh, em mua 10 con thì em gặp 3-4 bệnh em mua. Dạ. Giống như anh nuôi go, anh nuôi một đàn là anh gặp một đống bệnh luôn. Cho nên là từ cái việc chơi cơ bản em chạy anh rất là dễ, cho nên nhích lên tí xíu chuyên nghiệp thì nó lại thành rất là khó. Đúng rồi. Không, nhưng mà cứ có những cái cơ bản trước, xong rồi anh em nào đam mê sẽ tự tìm tòi học hỏi và kết nối với những anh em đi trước nữa. Đúng rồi. Chơi vậy mới hay. Ok các bạn, chúng ta còn hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Hồi nãy anh tính hỏi em một bạn này nữa, trong cái hồ này còn bạn này. Con nói là con chim dù á anh. Chim dù hả? Dạ, con nói là con chim dù, nó sẽ phun cái vai đây như con sibit nhưng mà nó có nhiều hoa văn họ tím và màu đen hơn. Giá của nó khoảng 350, nó cũng ăn rêu. Ăn rêu hả? Rất là lành, rất là dễ sống. Con nó bây giờ hiếm lắm á. Hiếm? Hiếm lắm lắm mới có được một con á. Cái dòng đây có chim dù biển đỏ, màu nó đẹp lắm. Nhập đẹp. Ở bên Indo về thì cũng khoảng 1 triệu mấy một con. Còn ở Việt Nam mình thì dạo này rất là hiếm. Quá là hay luôn. Dễ tiếp cận quá. Con này nó ăn rồi nó phun cát ra nè. Phun vỏ ốc đúng không? Mấy cái bột trắng trắng. Dạ, đây là cát vỏ sò. Cát vỏ sò. Dòng đây là dòng bóng. Những anh em thích xưa cầm bóng bên nước ngọt á, chơi cá bóng gobi á. Qua bên nước mặn là giống như thiên đường luôn. Bởi vì nó rất là dễ sống và anh thấy hình thái của nó không? Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn. Này anh em mà thích chơi bóng á thì chơi nha. Là cái bể chơi bóng dễ lắm. Bóng nó không có bệnh tật gì hết trơn á, sưu tập bóng trong hồ đẹp lắm. Thì kiểu chơi kiểu biotop và biotop nước biển á. Mấy cái dạng như vậy nước ngoài chơi nhiều, Việt Nam mình cũng chơi thành. Từ từ không, anh nghĩ cái phong trào từ từ lên. Bóng nữa nha. Đi từ từ rồi nha, đi từ từ nó chạy. Ở dưới cái nền mình cát đây nè. Anh nhâm lại dưới cái nền sau đó. Đó đó, con bóng nằm trong đó, góc hồ á. Bên này nè. Đây. Bên này. Nhâm lại. Đó, con bóng vàng đó, con này. Con đây là nó sẽ đi với con tôm. Nó có một con tôm súng lục. Cái tôm mà một cái càng to thì cái to một càng nhỏ xíu. Tôm lực sĩ hả ta? Không, con tôm súng lục. Súng con lục nó hả? Nó có khả năng bắn. Bắn nhựa đen luôn, có nghĩa con cá khác lại là nó chỉ cần bắn gấp bóng một phát là nhiệt độ nó ngang với nhiệt độ của
nó mạnh bằng cái lực đấm của con tôm càng búa. À, xỉu luôn. Có nghĩa là con cá nó sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức luôn. Nhiệt độ lên cực cao trong một tích tắc. Cá bất tỉnh là con tôm nó gấp. Thì cái con cá đó nó lại sống với cái con bóng đó đó. Là con bóng đứng canh, con tôm đào hang. Có con nào lại con bóng chui vô hang là hai con chui hết vô luôn. Rồi. Là con bóng đào hang thì con tôm đứng canh. Rồi, hay quá ta. Đối bạn cùng tiếng là nó có một con tôm nữa. Quá hay luôn thiệt. Hôm nay em cho anh rất là nhiều cái thông tin kiến thức mà phải nói là càng làm anh yêu thích cái thiên nhiên hơn á, công nhận là nó quá hay luôn. Dạ. Nhưng mà muốn nhanh là phải từ từ nha, phải nghiên cứu từ đúng từ. Đúng rồi, muốn nhanh là phải từ từ, không có gấp được. À, phải đam mê, phải tìm hiểu. Dạ. Còn những con ở trên là bóng cờ lửa. Bóng cờ lửa. Hay có cái cờ trên lưng đó đó gọi là bóng cờ lửa. Cái dòng này thì rất là lành nha. À. Rất là dễ sống, đi đàn không quýnh, không đánh, không đấm mà nó là một trong những dòng giống như hình như cục bột vậy đó, dễ ăn, dễ sống. Là dễ chơi. Đi đàn đẹp, quá đẹp, đẹp đúng không? Con này nó đi đàn theo cái kiểu mà vuốt tay nó chạy. Dạ không, nguyên nó đi đàn theo kiểu là ví dụ 3-5 con nó sẽ đi thành một cụm. À. Đi qua đây là 5 con, đây qua kia 5 con kia. Hay là mỗi lần núp là 5 con núp chung. Chứ nó không có giống cái kiểu đàn của con Nemo mà cá nước ngọt mà nó. À, cái đàn mà đi đàn như vậy là nó sẽ có những cái dòng cá thi lá mạ. À. Nó xa nó nhỏ xíu rồi nè, nó đi nó cuộn với nhau như đúng rồi đúng rồi đó. Nó cuộn vậy đó. Rất là hiếm có. Hiếm à. Rất là hiếm có, phải canh cái đợt nó đẻ mình mới bắt được. À. Mà anh biết đại dương bao la như vậy mà canh được một đàn như vậy. Khó lắm à. Y như cá cơm đó, cái đồ của mình á. Dạ. Nguyên đàn luôn. Dạ, phải làm chuyên nghiệp lắm, tàu chuyên nghiệp lắm mới biết là tới lúc đó là cái vùng nước cái đàn cá đi tới đâu mà ta đóng đầu. Quá hay luôn. Ở đây nè, hay nhất là ở đây nè, em cho anh coi. Đợi em tắt cái bơm nha. Ok. Bơm gì. Rồi, nước tỉnh đó nè, anh nhìn vào đây đi. Anh thấy cái con cá nó nằm trong cái thảm không? Rồi, nó nằm đó. Đó là những dòng cá hề, nó nằm trong cái thảm. Nemo quá ha. Nemo, con nói là dòng cá hề chứ không phải Nemo. Nemo là đây. À, đây là cá hề, đó là cá hề. À. Anh thấy nó nằm trong thảm. Nó nằm rất là thư giãn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái thảm nó có độc. Ồ. Anh chỉ cần đụng cái tay anh vô nó chích, anh bỏng như là ông chích vậy đó. Ghê vậy? Đây nữa nè. Thì những con cá khác vô tình đụng chúng là nó bắt. Nó sẽ nuốt vô trong cái miệng giữa đó đó. Rồi, hay quá. Nhưng mà trừ cái dòng cá hề ra. Ừ. Nó có thể cộng sinh, con cá hề hay là tôm quỳ. Những cái dòng nó chiên cộng sinh nó kháng độc á. Ừ. Thì những con đó nó ở đây nó sẽ dòng vệ sinh cho con quỳ. Thì con quỳ nó sẽ tạo cái môi trường gọi là bảo vệ. Những con săn mồi khác lại gần nó sẽ né con quỳ này ra. Bởi vì nó biết lại gần là sẽ bị dính độc. À. Đó là cộng sinh là vậy đó. Quá hay luôn các bạn. Ồ, những cái san hô này được nhờ những cái đèn đánh mà nó ẩn lên cái màu ha các bạn ha. Quá đẹp luôn. Đây là con quỳ á, nó là động vật á. Nó là con quỳ. Con quỳ nó có thể bò á. Bây có giờ thể bò luôn. Ở đây mà ngày mai nó sẽ bò qua góc kia á. Wow. Nó là một cái dạng gì đó anh có thể tách nó ra khỏi san hô luôn, gọi là con quỳ luôn. Chết rồi, anh lúng thiệt rồi. Lúng luôn rồi. Ở còn con này, con bạn này bạn gì ta? Đó, cái, Nemo. Không, cái bạn nằm ở dưới cua. À, con đó là con cua quỳ, nó là một trong những sinh vật cũng cộng sinh với quỳ luôn. À. Con quỳ rất là lợi hại nha, cá khác không dám đụng đâu. Đó, nó nằm đó, nó có cái vợt nha. Ừ. Anh mà đợi lâu lâu nó sẽ xong cái vợt nó ra giống như con tôm vợt á. À. Nó sẽ vợt phù du trong nước, nó vợt vậy nè. Đỉnh đó, thiệt. Cái vợt đó, đó. Thấy không? Đó đó, đúng rồi, thấy rồi. Đó, nó sẽ bung cái vợt ra. Rồi những dòng tôm kia cũng vậy, là nó sẽ tiến hóa là nó sống được trong con quỳ, nó không bị quỳ ăn. Đỉnh thiệt chứ, đúng là thiên nhiên đỉnh thiệt. Quá đẹp luôn. Anh em lúng bởi vì con cá hề với con quỳ này nhiều lắm. Đúng rồi. Con đây thì giống thảm cỏ. Ừ. Còn có con quỳ mà quỳ lửa anh, nó đỏ lửa. Rực luôn. Đẹp cực kỳ luôn mà đụng cái nó chích anh phỏng mà phỏng nặng luôn á. Mà vậy ở bên Campuchia nó chuộng, Campuchia ở Thái nó chuộng. Ừ. Có là người ta đặt ship đi liền luôn. Ừ. Ở Việt Nam mình là ít chơi cho sợ. Sợ. Quỳ lửa nghe tên là sợ rồi. Ừ. Có bạn tôm này như cái mình nó trong suốt luôn nè các bạn. Dạ đúng rồi ạ. Mà cái đuôi nó có vẫy vẫy giống như là cái bông của chim công vậy đó. Nó giống con Pokemon. Ờ, à, đó. Con đó size lớn của nó có thể lên tới ngón cái anh, nó mập ú nu cưng lắm. Nó tròn 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 cưng lắm. Hơi khó lấy nét hả? Ừ, hơi khó lấy nét ha. Cho đèn xanh đó. Quá trời quá đất. Quá trời quá đẹp luôn. Ok bạn, một chưa đâu, cá thì vẫn chưa hết đâu, nhưng mà lát qua san hô mình nghĩ sẽ còn nhiều điều hấp dẫn nữa. Hả? Cái này, cái mấy cái hồ này, mấy cái thiết bị lọc này, nó có khác gì so với lại nước ngọt không em? Mấy cái thiết bị lọc rồi nè. Khác so với nước ngọt, anh đợi em xíu nha, để bọc thơm lại cho đợi cá.
Ok em. Bên đây là trước mắt là mình thấy cái hồ này là rin để dưỡng những bạn tôm ha. Nè tôm nè. Cái con tôm gì nãy rin nói mình quên tên nè, mà đẹp đẹp. Tôm bác sĩ đó. Bên này là đang dưỡng tôm ha. Quá đẹp luôn. À, cái đây hả anh? Cái đây thì mình chỉ có cái khác là cái skimmer. À. Đây là hệ thống gọi là pack protein, có nghĩa là anh hình dung dễ hiểu nhất nha. Là con cá nó đi phân, nó bị phân hủy ra thành những cái mảnh rất là nhỏ trong nước. Nhỏ tới mức mà cái lọc phân của anh nó lọc không được nữa. Thì ở nước ngon thì chịu chết. Đúng rồi. Thay nước. Nhưng mà cái máy protein đây nó sẽ đánh ra những cái bọt li ti li ti li ti. Nó có khả năng lấy được chất bẩn rất là ngoài đây luôn. Đây luôn, đẩy lên luôn. Phân tan trong nước mà nó lấy được ra đây luôn. À. Có nghĩa là cái phân tan trong nước cái nó đánh ra thành tạo thành cái bọt, cho nên cái bọt nó sẽ bám giữ trên này, nó làm cho nước sạch lại nó đúng không? Nó lót ra cái cốc đây, chừng tay một cốc và anh đi đổ là nó sẽ giảm cái độ ô nhiễm môi trường của anh. Hay, hay quá. Ngoài ra thì nó còn cấp oxy nữa, bởi vì nước biển nó cô đặc á, rất là khó hòa tan oxy. Cho nên là cái buồng đây là buồng trộn oxy, nó tăng cái nồng độ oxy hòa tan, nó giúp cá mình khỏe hơn. Ở này, cái bên nước biển mình á, mỗi lần mình thay nước á là tất nhiên là mình sẽ không thể nào mình đi ra biển mình lấy nước được rồi. Mình sẽ có cái muối hay cái muối mình pha. Dạ, mình pha muối. Cái hũ muối mình pha. Đây là hũ muối. Đây là muối Red Sea của Israel nha. Muối thì em luôn chọn hàng nước ngoài để nó đảm bảo là môi trường chính mà. Là 1 kg muối là mình pha được 30 lít. 1 kg pha được 30 lít. Rồi mình sẽ có một cái ống nhòm khúc xạ kế mình đo nó lại. Thì đây là thường ví dụ lấy bộ hồ nó cần mấy ký thì sẽ cột bịch sẵn từng ký vậy đó, về anh cứ gói thùng 30 lít cắt cái bịch đổi vô. Ok, lại, quá hay luôn. Phút là có nước rồi. Quá hay luôn. Ok các bạn, thì nãy giờ Rin có chia sẻ một ít ít thôi, tại chia sẻ nhiều quá thì cũng sẽ rối. Từng bạn cụ thể khi mà đam mê dấn thân vô rồi, Rin cũng sẽ tư vấn coi như rất là rõ ràng và chi tiết giống như vậy á. Còn qua video clip thì mình không thể nào mình mô tả hết được. Nhiều quá luôn. Anh em nghe lát rối loạn luôn. Cho nên là mình chỉ khều khều chút xíu cho anh em mê thôi. Xong rồi anh em lên đây là anh em sẽ lúng giống mình đã bị lúng rồi. Thì nãy anh quên hỏi, ví dụ như anh sẽ tặng vợ anh cái hồ đó. Nhưng mà phụ nữ mà nhiều khi người ta chưa có rành, cũng như là không có làm mấy cái việc mà bảo trì đồ này nọ, thì bên mình có cái dịch vụ coi như là thay nước hay bảo trì gì không ta? Bên mình thường thì cần khách cần hỗ trợ thì bên em sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ theo cái dạng hỗ trợ setup, nhưng mà thường cũng rất là hạn chế, như là bên em 5-6 người mà thường là khách tới cửa hàng rồi nói chung là full việc. Full việc mình chạy thì ráng hay là rảnh mình ráng mình chạy ok. Ok. Nhưng mà thường là sẽ là hướng dẫn khách tự làm. Rồi biết anh biết không? Khách không tự làm được thì khi có một cái trouble gì hay là họ không có làm được những cái việc kiểm soát độ mặn chẳng hạn thì những cái đó rất là cơ bản, nó có thể banh gửi giang hồ. Có nghĩa là mình nếu mà đo độ mặn hay đo gì là nó đều có những cái thiết bị để đo hết. Và cái thao tác nó cũng đơn giản chứ. Cái bước này là không thể nào dễ hơn rồi. Cho nên về là chỉ làm theo clip bỏ cho thôi. Ok rồi, đó là những cái nãy giờ chia sẻ những cái dòng cá cơ bản mà anh em chơi. Thì rút lại một cái là bộ môn này chắc chắn là nó sẽ gây dính rồi đó các bạn, gây lúng rồi đó. Nhưng mà anh em cũng đừng có gấp, đó là những cái chia sẻ rất là thật tình của Rin. Tại vì nếu mà anh em gấp, anh em quá ham, rồi anh em mua đủ thứ về bỏ vô chung một hồ thì chắc chắn sẽ không có ok được. Mà anh em phải tìm hiểu thông tin từng giống, từng loài, con nào có thể sống chung, có thể cộng hưởng, con nào sẽ gọi là tàn sát lẫn nhau, nguy hại đến nhau, thì chúng ta phải biết những cái đó để chúng ta mix vô một cái hồ nó mới đẹp và nó hài hòa được. Còn nếu không á là nó sẽ coi như là tàn ha. Ok, cảm ơn những cái chia sẻ của em rất là nhiều, cho mọi người có thể có cái nhìn nó sát hơn chút xíu, nó thực tế hơn chút xíu, để mọi người mạnh dạn. Rất là biết ơn anh cho em cơ hội để chia sẻ với nhiều người hơn nữa, bởi vì anh biết môn chơi này có người bỏ cả 100 triệu. Đúng rồi. Họ chơi vẫn fail nha. Rồi có người họ bỏ có vài triệu họ chơi vẫn thành công theo một cách nào đó. Thì em có cơ hội chia sẻ mọi người này, em rất là vui, thật sự rất là cảm ơn anh. Ok, hôm nay cảm ơn em rất là nhiều. Đó, mọi người thấy thì mình thấy cái bộ môn này rất là đáng để chơi các bạn. Tại vì mình cứ nghĩ là nó mắc, nhưng mà thật ra khi mà đi sâu vô á, thì nó rẻ. So với những cái dòng bet khác nó rất là rẻ. Nhưng mà nó hay vậy nè, nó rẻ thì mọi người sẽ dễ tiếp cận được. Nhưng mà mọi người tiếp cận á, thì mọi người sẽ bị kích thích bởi những cái điều mà chúng ta chưa hiểu. Cho nên nó sẽ kích thích cái trí học hỏi, cái sự tò mò của mình. Mình học hỏi có nghĩa là mình sẽ nâng cao được bản thân, nâng cao được cái kiến thức của mình. Với cái chi phí nó rất là dễ chấp nhận.
không? Và ngày càng nâng cao lên. Ok, hy vọng những cái giây phút vừa rồi có thể làm cho các bạn vui, có thể kích thích được những cái năng lượng tích cực ở trong mình. Ok, bye bye mọi người, thank you mọi người đã xem clip nha, bye bye.